hit him. Hold on. Bốn kênh. Như là một dàn CDK thu nhỏ. Hello các bạn, mình là Chen và chào mừng các bạn đến với series hướng dẫn sử dụng DJ Flexix. Thì ở trong series này, ngoài Chen thì sẽ có rất là nhiều những anh em nghệ sĩ khác sẽ cùng nhau chia sẻ về những cái tính năng, những cái tip and trick mà mọi người hay sử dụng khi mà mình chơi nhạc ở trên thiết bị DJ Flexix này. Thì đây là một thiết bị DJ controller nằm ở phân khúc middle range, có thể cho bạn sử dụng được cả phần mềm Serato DJ Pro và Rekordbox. Thì đối với lại DJ Flexix thì bạn có thể dễ dàng tạo được những cái bản mashup, build up, drop hoặc là scrap ở trên set nhạc của mình một cách đơn giản nhất. Đây là một thiết bị hardware unlocked. Các bạn chỉ cần kết nối USB với lại laptop của mình và cùng với lại phần mềm Serato DJ Pro hoặc là Rekordbox thì các bạn đã có thể sử dụng được mà không cần phải trả thêm bất kỳ cái khoản chi phí nào cho cái license key của phần mềm. DJ Flexix có 4 channel sử dụng được 4 deck và có mâm chóp wheel được thiết kế dựa trên thiết kế của CDJ 3000 tạo nên sự thoải mái và linh động khi bạn sử dụng. Với 3 tính năng mới được tích hợp đó chính là Mod Effect, Chocketer và Sample Scrap Bank thì sẽ rất là dễ dàng để các bạn có thể chơi nhạc ở những cái thể loại khác nhau và tạo được những cái đoạn scrap hoặc là biến tấu ở trong set nhạc của mình một cách đơn giản và hiệu quả nhất. Thì cũng như những cái thiết bị DJ controller khác thì DJ Flexix cũng có 16 bass performance, 8 bass nằm ở mỗi bên để các bạn có thể sử dụng được cái tính năng như là Hot Cue, Loop, Bass Effect, v.v. Các bạn sẽ không cần phải cài driver cho DJ Flexix, tại vì các bạn chỉ cần kết nối máy với lại phần mềm, sau đó là kết nối máy với lại thiết bị loa của mình là các bạn có thể sử dụng được. Thì ở trên Flexix chúng ta sẽ có một cổng master, một cổng boost, cổng micro để chúng ta có thể gắn thêm micro để làm MC trong set của mình. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có hai cổng headphone để có thể nghe được hai headphone khác nhau, một đầu 6 ly và một đầu 3.5. Với thiết kế rất là cool, ngầu, màu đen nhám như thế này thì DJ Flexix là một lựa chọn khá là thích hợp để cho các bạn có thể mang đi chơi, mang đi diễn hoặc là mang đi du lịch cùng với lại gia đình bạn bè của mình, tại vì trọng lượng của nó cũng không có quá là nặng, rất là nhẹ. Với một mức đầu tư dưới 20 triệu thì đây là một thiết bị DJ controller cực kỳ hợp lý đối với lại những bạn đang muốn bắt đầu hành trình âm nhạc chuyên nghiệp của mình. Thì thiết bị này sẽ giúp các bạn có thể chơi được nhiều thể loại nhạc hơn, đa dạng màu sắc âm nhạc hơn và có thể chuyển đổi một cách mượt mà giữa những thể loại nhạc với nhau một cách đơn giản và hiệu quả nhất. Thì DJ Flexix hiện đang được phân phối tại Pioneer DJ Việt Nam ở số 69 Điện Phủ, phường 1, quận 3. Các bạn có thể đến đây để trải nghiệm và sở hữu cái thiết bị DJ controller tuyệt vời này.